Dên nghe nói á, ăn trái vải mà chấm nước tương á thì nó giống như là ăn cá hồi sashimi vậy. Nghe hơi nhọn đúng không? Nhưng mà hôm nay thử nha. Đầu tiên là lột trái vải ra. Nói chung là hôm nay mua mấy trái vải này ăn cũng rất là ngon. Đây nha. Chấm với nước tương. Và đây là cách ăn vải đặc biệt của người Quảng Đông Trung Quốc nha mọi người. Thì chỉ nghe mùi nước tương nhưng mà không nghe mùi giải nha. Không hề giống nha, cảm giác hai cái nó tách biệt ra luôn, nó không hề giống nha, giống như ăn trái giải mà hơi mặn mặn thôi nha, không hề giống cá hồi nha. Trời ơi, trời ai